các camera an ninh được duy trì liên tục, thành lập nhiều đoàn liên ngành kiểm tra công tác vệ sinh thực phẩm, tăng cường lực lượng an ninh mặc thường phục để xử lý nạn trộm cắp, ăn xin và các tệ nạn tại nơi thờ tự. Đó là những công tác đã được ban tổ chức lễ hội triển khai, sẵn sàng mang tới sự vui tươi, an toàn cho người dân và du khách về Nam Định dịp này. Lượng du khách về dự lễ đầu năm cũng rất là đông. Công tác đảm bảo về phục vụ, đón tiếp và an ninh trật tự được ban tổ chức lễ hội phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo rất là tốt, từ việc phân luồng giao thông đến công tác tổ chức tiếp nhận lễ. Lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định năm nay diễn ra từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 6 tháng 2. Đặc biệt, ngày mùng 5 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng, ngay sau lễ hội kiệu ấn, từ 5 giờ sáng sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách. Năm nay tôi cảm nhận thấy không khí là mọi người đi lễ là rất là tưng bừng náo nhiệt và ai cũng mang trên mình một gương mặt rất là phấn khởi. Lễ hội mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn của đền Trần. Ngày nay, việc tổ chức lễ hội còn mang tính giáo dục lịch sử, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.